Vâng, xin chào bác là bên kia xe ạ. Và nay giờ bác một mẫu gian dòng Mountain Bike địa hình, model cao cấp gần như là cuối cùng của dòng XTC model 860. Thì đây là một trong những cái dòng gian cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại mà em đã từng giới thiệu qua. Thì đây là cái mẫu model mới về bên em, gian XTC 860. Và cái model cuối cùng của dòng gian là cái model của gian XTC 880. Thì đây em về một chiếc mới XTC 860 và với bộ group rất là khủng nữa nhá, rất là cao cấp, cái đồ Shimano SLX gần như là chùm cuối của dòng Touring mà Mountain Bike địa hình rồi, mà xe trang bị với cặp giảm sóc hơi và khóa chỉnh giảm sóc trên tay. Và bây giờ em xin mời nhé, em giới thiệu chiếc xe. Vâng, lần này em về chiếc màu tông màu đen chủ đạo, màu đen điểm nhấn cũng điểm nhấn xanh trên khung xe. Và trước đây em đã qua nói về những dòng gian cao cấp là cái model của dòng XTC, rất nhiều cái model khác nhau, thì có những model 800, 820, 840, 860 và cuối cùng là 880. Đây là cái model XTC 860 bên em mới về, gian XTC 860 được làm từ bộ kim nhôm alloy kích SL. Thì như các bạn biết thì những cái dòng xe nhôm cao cấp của hiệu gian thì cái dòng nhôm SL này là nhôm chính là những dòng xe cao cấp đắt tiền. Kích thước cỡ lũa lốp của nó ghi luôn trên khung xe, kích thước 27,5. Và xe được trang bị với bộ dây sửa âm sườn rất là cao cấp. Tổng thể đánh giá là mới tầm 90% xe. Với cái tông màu xanh kia rất là dễ phối hợp đó nhá, rất là mới. Em phải quay từng chi tiết cho bác xem đây. Rất nhiều cái model của dòng gian địa hình, thì cái model cao cấp của XTC, đây là model cao cấp của XTC 860 với cái bộ khung rất là đặc biệt. Bên dưới khung xe đây thì có một cái đường cong bên dưới của cái dòng sản xuất của model đời mới, khác hẳn so với những cái đường chéo vát thông thường, làm cho cái bộ khung xe rất là nhẹ nhàng và thanh hơn, không bị cứng xe. Cổ phốt ghi đông chính hãng của gian SL luôn đó nhá, dòng cổ phốt ghi đông nha gian nhôm siêu nhẹ, ta lắm cao su đúc chính hãng của gian nguyên bản theo xe. Và xe trang bị với tấu hình rất là khủng đó ạ, tấu hình Shimano SLX cao cấp gần như là cuối cùng của dòng Mountain Bike rồi, trên cả DLR SLX, Thule, Aceda và Antut. Bằng trước sử dụng với cụm phanh dầu chính hãng của Shimano, phanh dầu chính hãng của Shimano luôn đó nhá. Và bộ tay lắc này của nó là của Make in Japan luôn bác nhá. Đây, tay bấm được của nó đây, Make in Japan hai bên. Và xe trang bị với cụm khóa chỉnh sóc trên tay rất tiện lợi cho các bác, khóa sóc trên tay đây, đóng mở sóc trên tay, giúp cho các bác có thể đi đường đồi núi hoặc là đường xấu mà không cần phải xuống xe để khóa mở sóc, mà ấn luôn trên tay rất là tiện lợi. Bên tay phải em được trang bị với cũng là cấu hình khủng nhất của dòng gian Mountain Bike, đồ SLX, Shimano SLX, trang bị 3 tầng đĩa, cũng là dòng tay bấm của chính hãng của Make in Japan. Đằng sau xe sử dụng với cụm phanh dầu chính hãng của Shimano, phanh dầu thủy lực chính hãng Shimano, giảm sóc hơi đây, sóc hơi đây, các bác có thể để đóng mở xả e bơm hơi và xả hơi đây theo cái độ nhún của xe, rất là bền, dòng sóc hơi rất là bền đó nhá, dòng sóc hơi là dòng sóc cao cấp, bền hơn những dòng sóc dầu khác. Các bác tùy thuộc vào cái độ nhún của xe đi cho nó cân bằng và thoải mái. Phuộc là phuộc của 27,5 chính hãng nguyên bản theo xe, phuộc của gian, may ơ chính hãng, may ơ nguyên bản theo xe, may ơ của gian, vành cao cấp của Solari chính hãng của gian luôn, kích thước là vành 27,5. Xe rất là ít đi đâu mà giữ nguyên cả cặp lốp chính hãng của gian luôn, kích thước 27,5 nhân 2.1. đây lốp của nó đây, nhìn rõ này. Tổng thể xe đánh giá là tầm 90% xe, cũng rất là mới. Tất cả đồ đạc theo xe là còn nguyên bản theo xe hết, từ cái chiếc lốp còn nguyên theo xe luôn.
Hộp yên nhôm chính hãng của Gian nguyên bản nó xe. Yên cao cấp của Yên R2 chính hãng của Gian cao cấp. Một lần này em về một chiếc size M các nhau nhá. Rất nhiều các bác hỏi em về cái size khung xe của dòng xe Gian địa hình cao cấp. Thì thường em về sẽ chiếc những chiếc size S thì nay em về một chiếc size M. Đùi đĩa trục rỗng chính hãng của Shimano. Xe trang bị với 3 tầng đĩa. Đùi đĩa trục rỗng của Shimano. Củ đề sau chính hãng là củ đề của Shimano SLX luôn. Nguồn mở group chính hãng của SLX rất là cao cấp. Trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa cho bộ chủ động của xe full 30 tốc độ. Đằng sau xe được sử dụng với cặp Mayer chính hãng của Gian, vành của Gian và lốp cũng chính hãng của Gian luôn, kích thước lốp 27,5. Toàn bộ xe em về là nguyên bản cho xe, nguyên zin hết cả xe. Và cái model đồ rất là cao cấp của dòng XTC, mẫu địa hình 860. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model đồ cao cấp của Gian này. Trang bị cái cấu hình rất là khủng SLX và giảm sóc hơi. Bây giờ xem đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 48. Thì các bác là 1m63 đến trên 1m7 bác nhá. Bây giờ xin mời nhá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với nguyên một group rất là khủng của SLX Shimano lên lip. Lip xích còn rất là mới bác nhá. Nó sơn thu và mượt mà. Đây là một cái mẫu xuống lip. Một cái mẫu địa hình lý tưởng là cho các bác thích những dòng xe mountain bike cao cấp của thương hiệu Gian. Trang bị 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là trơn tru mượt mà. Với cái tông màu rất là nổi bật, cái tông màu rất là mạnh mẽ, màu xanh đen. Dòng Gian XTC 860. Vâng, em vừa nghe đã tổng thể xong chiếc xe Gian model cao cấp của XTC 860 và xe trang bị với nguyên một group chính hãng của Shimano SLX rất là cao cấp và trang bị với cặp giảm sóc hơi, khóa sử dụng tóc chân tay. Xe đánh giá độ mới là tầm 90% xe và xe đã rất tốt bên em là 13,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.